は長くて多いだろうか。Thiệt là tổ cho các thiệt chứ sao họ không làm cái cống ra. Trời ơi, cái đường nó cao mà cái dưới này nó khắp đát lẻ thì xây cao lên chứ. Anh em né đường lên Việt ra nha, lên Việt thành con sông luôn rồi nha. Lên Việt thành con sông rồi đó. Né ra nha. Né vào đây là khỏi đi luôn á. Nghe đang dắt bộ tài le tắc lét ở trên kia kìa. Đó. Đây là đường lên Việt nha anh em. Nước nó chảy xiết giống như là lòng sông luôn á. Các bạn xem mà đường lên Việt đó. Nói chung là phải kỹ thuật cao siêu lắm mới dám đi đường này nha anh em. Trời mưa lớn quá mà mưa có nửa tiếng thôi đó. Đó, quay xe tôi quay cho các bạn coi này, má đường lên Việt này. Đấy đó, nó chạy xiết luôn anh em. Nè, đây đường lên Việt nha anh em. Nó chạy trắng băng luôn, chạy không còn một người nào dám đi ra đường luôn mà. Chảy xiết lắm nha anh em. Đây, cái mực nước mà nó chảy xiết như vậy là mấy cái chỗ đoạn dưới á là khó có đi được không anh? Dám đi không? Quay đầu hết nha. Dắt cổ các thứ lại nhiều lắm rồi nha anh em. Ai, dũng sĩ đi. Đi vậy là băn xe hết. Ai biết 99. Trời ơi má nó mưa, nó có trời đã có rất là mưa lớn nha anh em. Trời đang còn mưa lớn nữa. Thì anh em né cái đường lên Văn Việt ra nha. Mưa gió rất là lớn. Mưa gió rất là lớn nha đó. Mưa mà nó trôi luôn cả dù luôn á. Đó, mưa rất là lớn nha anh em. Khuất tầm nhìn và gió rất là lớn. Nước thì chảy xiết. Nước đường lên Việt chảy xiết lắm nha. Đó. Mưa cỡ này mà. Không khác gì để chạy trận đại hồng thủy luôn á. Mẹ mưa mà không thấy đường luôn. Mưa vậy đi kiếm thùng bia mới có phụ mực nhậu nha anh em. Anh em là tắm biển bể bơi ra lên Việt nha. Còn đi là không được đâu. Tắm biển Vũng Tàu á.
mé nước nó sâu thôi anh em ạ. À. Đây mình đi xuống dưới đây xem như thế nào, trời má ơi nước nó sâu thôi. Đây các bạn xem nước này, đi nhưng mà là rớt biển số hết. Xe đứng luôn này, sóng lắm, sóng lớn, sóng lớn. Đó các bạn thấy không, đó hậu quả của đi xe đó, hậu quả của vượt nước ngập. Rồi dẫn trưởng, dẫn trưởng, dẫn trưởng, dẫn trưởng, dẫn trưởng. Sao vậy hả? Nó sao? Đây nha, xe điện các thứ rất là chạy được nha, còn xe xăng này thua hết nha, còn xe này thì ngập lên tới nửa bánh xe rồi. Anh em đừng có ra đường Lê Văn Việt nữa, ra lên Việt là đi không nổi đâu. Nha, cất xe đi, xuống đi bộ thôi. Đó, do xe ở đường Lê Văn Việt không có đi xe máy được đâu nha anh em. Xe máy lại xe xăng là đi ra đây là chết hết nha. Cất xe đi, dẹp xe đi. Dẹp vô đi, trên kia sâu lắm. Có đi làm gì đi, mai sửa hết 2 triệu à. Cất xe đi, dẹp xe vào lề đường mà tí nữa là đi. Nước trên kia càng sâu mà, nước nghĩ sao nó chảy xiết lắm, đâu phải là ấy đâu mà. Cố mà đi làm gì. Đó, để cho mấy anh tàu ngầm đi thôi. Xanh xin chào, đi được nha anh em. Xanh xin chào thì bao khỏe rồi. Đi về về bắn thân máy anh ơi. Nước. Đó, dừng xe hết luôn nha anh em. Dừng hết. Đi không nổi mà. Nước nó chảy rất là xiết nha. Cái đường ngược đi lên á thì không lên nổi đâu. Đúng rồi, thông minh là cất xe đi anh em ạ. Giờ mấy cái xe ben, xe lớn đi được thôi, chứ còn mấy xe nhỏ là đi không nổi đâu nha. Đó, 55. Đó các bạn xem nước nó chảy như vậy mà đi vậy rất là nguy hiểm. Ôi, nè xe nó ép đó. Cố mà chạy nữa đủ mà nó gặp tròn cái được mà té ra ngu này, ngu. Đây, cảm tử, lên kia là chết, cảm tử. Thôi rút quân anh em ơi. Đi không nổi nữa nha anh em, đi mà nó giống hiểu sóng biển luôn như thế này mà đi cái gì. Thôi, tẹt hết đi chứ còn gì nữa. Rồi. Chết hết, chịu hết. Cô đi làm gì? Cô đi lên trên kia không nổi đâu. Cô đi á, bây giờ cô đi ra lên ngã tư Thủ Đức đúng không? Là cô đi ra cái đường Man Thiện á, nó có một con đường tắt, con đường hẻm á thì nước nó đỡ bớt ngập. Cô đi ra đường Man Thiện kìa. Cô vòng ra cái đường bên kia cô đi đường tắt. Cô đi đường này á không lên nổi đâu. Ra đi xuôi xuống đây này, có cái đường đi tắt ra ngã Thủ Đức, đi này ra không nổi đâu. Đó nó dắt bộ rồi đó, cái con trời nó dắt bộ quá trời luôn. Này thì không ngập với chúng tôi. Cố lên. Cố lên em ơi. Trời đã còn mưa rất là lớn nha anh em.
rồi xong. Đứt bóng. Đứt bóng. Đường này sao đi nổi mà cố gắng đi làm gì. Trôi luôn. Đi này nó nằm phát giữa đường là kẹt hết xe luôn. Rồi, giữ rồi, giữ. Nằm lại hết anh em ạ. Rồi, rút quân anh em ơi. Mưa gió sóng biển, nước thì dơ. Thôi, chịu chết. Hết đường. Trời má nó sâu thôi. Nước nó sâu tầm này thôi nha anh em. Trời, má nước nó sâu. Thôi bye bye anh em nha. Anh em đừng có đi rẽ đường Lê Văn Việt là được. Rẽ đây là khỏi đi nha. Trời đang chụp hình luôn nha. Đó, lên trên này đứng hết. Chạy sao được nữa mà. Lên đây là đứng hết này đó. Đó, sấm chép đùng đùng luôn á. Ôi trời ơi, cảm tử. Rớt biển số. Chà. Đây không phải đường Lê Văn Việt đâu, đây là dòng sông Lê Văn Việt anh em ạ. Dòng sông Lê Văn Việt. Dòng sông Lê Văn Việt nha anh em, nước chảy xiết lắm. Bà mẹ nước nó chảy xiết thì thôi á. Rồi, núp đây đi. Cho con đứng đây chút nha cô. Dòng sông Lê Văn Việt đúng. Rồi, núp đây được rồi. Đó, tôi lau cái kem cho anh em để anh em thấy. Đồ má kem mà lau mà mờ chứ không. Này, nước đây nè. Kẹt cứng ngắc luôn rồi nha. Giờ là vừa lụt mà còn vừa kẹt đường nữa, không đi đâu. Nên là anh em cố gắng ở nhà đây, đừng có đi ra đường Lê Văn Việt nha. Thông báo anh em mà đường Lê Văn Việt thất thủ rồi đó. Vừa ngập mà lại còn kẹt xe nữa. Kẹt hết rồi, đứng hết luôn rồi nha, xếp hình rồi nha. Đó. Bye bye nha, chúc mọi người ở